Đúng là đẹp thiệt. Ta đi khắp vùng này bao nhiêu lâu rồi, chưa từng gặp người nào đẹp như người đó. Đẹp tới lay động lòng người luôn. Tới đây à, tại sao đi? Đúng là quá to gan mà. Cũng may không phải mình. Sao lại là mình đây? Nè, tha mạng cho ta đi. Ta sẽ... Dừng. Dạ thối tha này, tới cả trẻ con mà cũng không tha nữa. Hôm nay gặp phải Dương Hương Vũ ta, các người chết chắc rồi. Người tới đây. Cô không mau nói, tại sao lại giết ta? Nói. Nói. Nè, người cắn răng cũng vô ích thôi. Đã rơi vào tay của bọn ta rồi. Không nói có đúng gì không? Ta nói cho người biết, ta có nhiều cách hành hạ người lắm đó. Ta có thể khiến cho người nào không muốn sống, sống không bằng chết, trừ khi ngươi quỳ dưới đất cầu xin ta. Nè, ngươi đừng có cắn tới mức chảy máu chứ. Nhị sư huynh, hình như là hắn đã chết rồi. Nè, 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 ôi trời, trong răng hắn có thuốc độc đó. Hắn thà chết cũng không cho chúng ta biết. Hắn thà chết cũng không chịu tiết lộ bí mật, chứng tỏ tổ chức của hắn là cực kỳ nghiêm khắc và cực kỳ tàn khốc. Đại sư huynh muốn chúng ta cùng với Thu Quan ra ngoài xem thử có thể bắt được một nhẫn giả tra ra tung tích của bọn chúng hay không. Xem ra lần này đã công cốc rồi. Cũng không hẳn là công cốc đâu. Ít ra chúng ta biết được đối phương là một tổ chức rất đáng sợ. Ta thực sự không hiểu. Ta đâu có quen người phụ tang nào đâu chứ, sao bọn chúng lại muốn truy sát ta? Trời ơi, không sao đâu. Chuyện của huynh chính là chuyện của ta, cứ giao cho ta đi. Hương Vũ huynh, xin đa tạ, khách sáo rồi. Nhị sư huynh, giờ không biết tình hình của bên đại sư huynh thế nào rồi. Không nên chậm trễ, về nhà môn trước đi. Rõ ràng thấy hắn chạy về hướng này mà, sao giờ lại không thấy nữa rồi? Quận Dương Phủ, sao hắn lại tới đây chứ? Mời bố Lạc gia. Bố Lạc gia, mỹ nữ kìa, người coi. Ăn nói sằng bậy không à? Trong cả Dương Phủ này lấy đâu ra mỹ nữ chứ mà. Đó, nhìn đi, nhìn đi. Cũng đẹp quá. Trời ơi, đẹp thiệt, đẹp thiệt nha. Trời ơi, đẹp quá. Này, mỹ nữ à, dừng bước.
Ôi trời, đẹp quá. Đẹp thật đó. Phải đó. Người mới gọi ta sao? Đương nhiên rồi, nữ nhân khắp cả thiên hạ chỉ cần nghe thấy hai tiếng mỹ nữ thôi, không ai không quay đầu lại. Đúng vậy. Nhậm như. Ê. Cô đơn đi đâu vậy? Đẹp, đúng là đẹp thiệt. Ta đi khắp vùng này bao nhiêu lâu rồi, chưa từng gặp người nào đẹp như người đó. Đẹp tới lay động lòng người luôn. Tới đây. Tại sao đi? Đúng là quá to gan mà. Cũng may không phải mình. Sao lại là mình đây? Nè, tha mạng cho ta đi. Ta xin cô đó, tha mạng cho ta. Nè, mau cứu ta đi. A Mã ơi, mau cứu con. A Mã, mau cứu đây con. Đây là con trai của ông sao? Mở miệng ra toàn nói những lời không sạch sẽ, còn làm những hành vi hạ lưu nữa. Người làm A Mã như ông dạy dỗ con trai như vậy hay sao? Cút. Bố lạc gia. A Mã, cô ta đánh con đó. A Mã, sao lại bị đánh ra nông nổi này chứ? Điều nữ to gan dám hành hung trước cổng quân nhân phủ. Mau xông lên. Cho hỏi nữ anh hùng này ta phải xưng hô ra sao đây? Hắc quả phụ. Hả? A Mã, tại sao một cô nương xinh đẹp như vậy mà tên nghe đáng sợ quá vậy? Là hắc quả phụ. Giang hồ đồn đại rằng có một nữ sát thủ giết người không chớp mắt, công phu cao cường, lẽ nào chính là cô nương sao? Hả? Cô nương xin dừng bước đã. Sao vậy? Ông muốn báo thù cho con sao? Cái gì vậy? A Mã, tại sao con... Bình thường ngươi đã không làm chuyện tốt, chỉ biết làm lão phu mất mặt con... thôi. A Mã, con... Trời ơi. Cô nương, lão phu dạy dỗ con trai ngay trước mặt cô. Cô nương chắc hết giận rồi chứ? Thật không ngờ, ông cũng là người biết lý lẽ. Xem ra ta trách làm ông rồi. Thất lễ. Được. Cô nương, mời cô vào trong phủ dùng trà được không? Hả? Chuyện này... Thấy cô nương là người mạnh mẽ, võ công cao cường, lẽ nào lại sợ một quận dương phủ nhỏ nho sao? Không phải là ta sợ, chỉ là ta trước nay không giao thiệp với quan thôi. Bổn dương luôn thích được kết giao với anh hùng hảo hán. Bổn dương cho rằng cô nương là một vị nữ anh hùng, nữ hào kiệt, cho nên bổn dương muốn được kết bằng hữu với cô nương đi. Cũng muốn nói lời tạ lỗi vì khuyển tử đã vô lễ. Sao vậy? Con... Lẽ nào cô nương muốn từ chối sao? Được. Hả? Mời. A Mã, con nè, trời A Mã. Hắc quả phụ này chạy vào trong quận dương phủ để làm gì? Nghe vừa rồi họ nói chuyện, ta lại bắt đầu thấy tò mò đối với phúc quận dương này. Xem ra ta phải điều tra ông ta thật kỹ rồi. Đại nhân à, bây giờ tôi càng lúc càng khâm phục người. Sao lại nói vậy? Chiêu giết gà dọ khỉ của người thật sự là quá xuất sắc đi. Vừa có thể hù dọa Lý Cường, lại trấn được luôn cả Lý Tráng. Cao thủ. Câu này vừa đúng vừa không đúng. Xem ra Lý Cường là một người rất đúng. Ta chỉ mong là ông ta có thể quản lý đề thật nghiêm khắc. Đại nhân, chắc người khác rồi. Uống một chút nước đi. Được. Đưa đi. Dạ. Thiên bá. Thiên bá. Trời ơi, chờ tôi với. Sao mình chạy nhanh như vậy? Chờ một chút coi. Bà mới nghe tiếng người kêu cứu ở đây, nhưng sao tới đây thì lại không thấy ai hết. Trời ơi, làm gì có tiếng kêu cứu nào chứ? Hoàn toàn là do huynh tưởng tượng thôi. Nè, người có nghe thấy không? Ta. Nè, ngươi không nghe thấy hả? Là do công phu của ngươi quá tệ. Công phu của huynh ấy cao cường như vậy,
dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng không thoát được khỏi tai của anh ấy. Người ta là một thiếu tiêu chủ tam thái tiêu cực quê chấn giang hồ. Người ta nói nữ sinh ngoại hướng quả nhiên không sai. Mới quen người ta chưa bao lâu đã một lòng hướng về người ta. Bây giờ tới lời của tôi người cũng không thèm nghe. Rồi sao? Thiên bá. Thiên bá, chuyện gì vậy? Hai người coi, bình nước của Bành đại nhân. Bành Bằng chết rồi. Bành đại nhân đã gặp chuyện rồi. Vậy phải làm sao đây? Nhìn dấu chân này hình như có rất đông người. Vậy đi, ta sẽ lần theo dấu chân này. Phi Vũ à, làm phiền đệ đi tới huyện nha, xem Bành đại nhân có ở đó không. Nếu như không có ở đó, chứng tỏ đại nhân đã gặp chuyện. Vậy thì đệ mau chóng dẫn các huynh đệ ở huyện nha cùng tới đây. Được. Không thành vấn đề. Đừng nói chỉ là mấy nha dịch ở nhà môn, cho dù là cấm vệ quân thì cũng phải. Ngươi cầm cái này đi, rồi bớt nói nhảm lại một chút. Đau quá. Vậy để làm sao tìm được huynh? À, vừa đi ta sẽ vừa làm ký hiệu, để cứ lần theo ký hiệu là được rồi. Nè ngươi. Vậy huynh phải cẩn thận nha. À, ta biết rồi. Nè. Có chuyện gì? Có chuyện gì đâu. Người ta đã đi xa lắm rồi đó. Đi xa rồi? Được rồi. Không phải bây giờ cần phải tới nha môn coi thử sao? Người đã từng nói Bành đại nhân là một vị quan tốt, là may mắn của nhà Thanh ta. Mà tới đó coi thử đi. Ờ, phải ha. Được rồi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Hắc cô nương, ta đã nói rồi, ta không muốn có giao thiệp với nhà quan, cũng không muốn làm bằng hữu với quan thông quốc thích. Trà của Dương gia ta cũng uống rồi, cáo từ. À, hắc cô nương, xin dừng bước. Có phải là cô có quen một người tự xưng là quái hiệp Âu Dương Đức không? Ông quen với hắn sao? Vậy tốt quá. Nếu như Dương gia có quen Âu Dương Đức, làm việc ông nói với hắn, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, kêu hắn đừng có chơi trốn tìm với ta nữa. Sao vậy? Cô nương có thù với hắn sao? Ông không cần biết. Nè, nếu như cô nương thực sự có thù với hắn, vậy thì chúng ta là người cùng một chuyến tuyến rồi. Dương gia cũng có thù với hắn sao? Đúng vậy. Người này ăn mặc kỳ quái, hành sự khả nghi, cứ lấy danh nghĩa là quái hiệp mà đi lừa đảo khắp nơi. Bổn Dương từ lâu đã chú ý tới hắn, cảm thấy hắn rõ ràng là kẻ đạo tặc trộm cướp. Đạo tặc trộm cướp? Ta từng giao đấu với hắn, ta cảm thấy hắn không phải là loại người như Dương gia đã nói. Bổn Dương không biết cô nương tại sao lại kết thù với hắn, nhưng mà Bổn Dương có thể khẳng định với cô một điều, tên Âu Dương Đức này không phải là kẻ tốt lành gì. Xin cô nương phải thật cẩn thận. Ta biết rồi. Nếu như cô nương cũng có mối thù với Âu Dương Đức thì quả thật là quá tốt. Bổn Dương muốn liên thủ với cô nương, bắt Âu Dương Đức quay về quy án, trừng trị theo pháp luật. Để ta suy nghĩ thêm đi, vài ngày nữa ta sẽ trả lời ông. Vậy được. Bổn Dương kiên nhẫn chờ tin vui của cô nương đây. Cáo từ. Mời. Dương gia. Cô nương, có chuyện gì? Hả? Cái gì? Lại có chuyện như vậy sao? Hoang đường, đúng là quá hoang đường mà. Cô nương, người mau đi một chuyến đi. Dạ.